Chào, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục đây. Hành trình tiếp theo, tour Halloween 2023 của em. À quên, Fest Halloween. Này là Fest ở... Đố các bạn biết ở đâu? Đang dĩ an nhé mà. Các bạn nhìn đi, Thuận An nè. Khuyến mãi cho các bạn xem vài tấm hình để các nhân vật Halloween của Fest năm nay. Fest năm nay 2023 tại Elmer Canary có vở kịch Alice do các bạn cosplay diễn, nhìn rất là dễ thương nha các bạn. Nào là có Miku nè, có Gojo, có Ada Wong, có các nhân vật trong Call of Duty, rất là nhiều nhân vật cosplay các bạn bạn có thể biết đến. Hiện tại ở đây rất là đông và náo nhiệt cho các bạn, và đó chính là chương trình của các bạn cosplay vở kịch, hình như là vở kịch Alice. Các bạn cùng đón xem nhé. Tiếp theo, không khí sôi động của các lễ hội The Fest này thì ở cuối video còn nhiều tiếp mục. Các bạn nhớ bấm cosplay nhiều, rất là dễ thương nha quý vị. Các bạn cùng theo dõi và đáng yêu video nha. Các bạn cũng rất là dễ thương nữa. Đây là toàn cảnh xung quanh buổi biểu diễn nha các bạn. Dạ, rất là nhiều người luôn. Có những bạn cosplay nhìn rất là dễ thương và xinh xắn, các bạn ấy cũng rất là khâm thiện nữa. Mình cũng xin chụp hình quá trời luôn. Ok, thì bây giờ các bạn cùng mình xem full cái Fest đêm nay tại On nha. Mình xin nhường không khí sân khấu, rồi không khí lễ hội hôm nay cho các bạn cùng xem. Thì tới tiết mục nào thì các bạn có mắc gì, hoặc là muốn cái mở mang tầm mắt gì, hay cần giải thích thêm thì mình sẽ comment bên dưới, mình sẽ chi tiết cho các bạn. Còn không thì cứ xem không khí và xem biểu diễn đêm nay của mình nha. Hôm nay một ngày đi không có đẹp trời nha các bạn. Hôm nay ở Bình Dương mình á, ra đường là mũ bảo hiểm nha, không uống rượu bia nha, uống rượu bia không lấy xe nha. Nhiều cảnh sát động đứng dọc đường đo nồng độ cồn nhiều lắm. Rồi khu dưới này nè, các bạn đi xe máy thì các bạn hãy sáng sớm mình đi xuống đây tới chiều 7-8 giờ tối, 6 giờ tối thì 2 giờ lễ hội thì đã vừa. Chứ các bạn đi như mình á, chiều bắt đầu 2-3 giờ đi, 1-2 giờ đi là xuống tới gió, mưa nó ngập hơn nửa bánh xe nha các bạn. Đi ô tô là ngập hơn nửa bánh, gần nửa xe. Còn xe máy thôi khỏi chạy luôn. Đó, mình nói trước không khí cho các bạn. Thì giờ tới 12 giờ đêm cũng còn Fest này nữa. Các bạn có tranh thủ được thì tranh thủ nha. Mày phải sân khấu ở sảnh rộng. Sảnh 1 vô nè. Nghe dưới xe các bạn vô sảnh rộng là nó có tổ chức sự kiện đây liền nha. Thổi không chạy nhảy đâu. Còn ăn uống thì các thứ thì vẫn lên đầu bình thường nha các bạn. Mình tưởng là đã ngủ rất dài rồi mà. Thời gian đã ngừng lại rồi. Đúng vậy, thời gian đã ngừng lại rồi. Nó lặp lại y như lần trước. Đúng đúng, y như lần trước. Tất cả là do cô ấy. Đúng vậy, do cô ấy.
kết cục sẽ giống như lần trước, vẫn giống như vậy. Này cô thiếu nữ, cô chạy đi đâu mà vội vã vậy? Tôi đang gửi giấy phép nhân. Ok, trả không khí đại hội cho các bạn nha. Và các bạn cùng tham gia vào cái fest hoa năm nay của bọn mình nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ, nhớ like và đăng ký để hóng những cái video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Cô yên tâm, mọi thứ đều bình thường mà. Mọi thứ phải mang đi theo đúng quy đạo của lớp. Ê, cô có đói không? Để tôi cho người chuẩn bị thức ăn cho cô nhé. Quy đạo là sao?掉美颜的模样，我怎么算？怎么算？我怎么算？我怎么算？怎么算？